Đây có lẽ là thành quả ngọt ngào nhất từ vườn bưởi nhà ông Trần Văn Tám trong nhiều năm qua. Chưa bao giờ ông đón khách bằng niềm hân hoan như bây giờ. Từ Bình Dương về quê tránh dịch, ông được Ngân hàng Chính sách Xã hội địa phương cho vay 30 triệu đồng. Có vốn, ông đầu tư chăm sóc và khôi phục vườn cây, gây dựng lại sinh kế. Kịp thời tôi mới được dây mới cải tạo lại cái vườn bưởi. Trong lúc đó là nó quá kịp thời. Chứ nếu mà không có cái số vốn đó thì tới giờ chắc cũng chưa có thu nhập được. Còn ở ngoài thì cái đồng lãi nó quá cao. Cũng như ông Tám trở về từ Bình Dương vào cuối năm 2021, từ nguồn vốn 50 triệu đồng với mức lãi suất ưu đãi cũng đang nuôi lớn khát vọng vươn lên của chị Sơn Thị Kim Hiếu. Có vốn là có sinh kế vững chắc, bữa cơm hàng ngày đã không còn nặng nỗi lo. Chị Hiếu vững tin bằng chính đàn bò giống này và sự cần cù siêng năng của mình, chuyện an cư lạc nghiệp sau dịch bệnh sẽ không còn là chuyện xa vời. Bây giờ được vốn của Ngân hàng Chính sách hỗ trợ cho là em ở lại địa phương để mà nuôi chăn bò, để rồi ở lại để nuôi hai đứa con nữa, cho nó cuộc sống cho nó ổn định lên. Không có ai đi nữa, tại vì mình ở đây mình thực hiện, mình có vốn làm ăn rồi, thành ra hộ cố gắng làm ăn ở đây. Tận dụng lực lượng lao động, nhiều mô hình sinh kế đã được tỉnh Sóc Trăng có kế hoạch phát triển trong thời gian tới, như dự án hỗ trợ chăn nuôi bò trên địa bàn giai đoạn từ nay đến năm 2025, có tổng nguồn vốn khoảng 2.200 tỷ đồng. Mục tiêu là để tạo việc làm cho 21.000 lao động nông thôn, lao động hồi hương, có phương án sản xuất, giúp họ ổn định cuộc sống tại quê nhà.